Chà bông nhà em làm nè, giã bằng tay xong rồi đánh tơi ra, công phu một buổi sáng đến chiều luôn, để cho nó sấy cho nó khô. Giờ mình phải trộn bánh tráng nè, để giao cho khách. Mình làm cái mẻ đầu tiên là bánh tráng không cay cho bé, nó giờ chỉ việc trộn đều lên cùng với ruốc nữa là ok.